năm 1954 có những sự kiện chưa từng diễn ra trong lịch sử nhân loại. Tại Điện Biên Phủ, một dân tộc nhỏ bé đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của các nước thuộc địa. Cũng tại đây, những bộ óc thiên tài của lịch sử quân sự đã đối đầu nhau để cuối cùng chiến thắng đã đứng về phe chính nghĩa. Đến đầu năm 1953, sau 8 năm trở lại xâm lược Việt Nam, dù đã huy động tiềm lực kinh tế, quân sự đến mức cao, nhưng thực dân Pháp vẫn không đạt được mục đích cơ bản đề ra là tiêu diệt chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và thiết lập lại nền cai trị trên toàn Đông Dương như trước năm 1945. Trái lại, quân đội Pháp phải chịu những tổn thất nặng nề về quân số, vùng chiếm đóng dần bị thu hẹp, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng ngày càng sâu sắc. Bước vào đông xuân năm 1953 thì bộ chỉ huy quân Pháp bắt đầu rơi vào một cái thế bị động, tiến thoái lưỡng nan. Cái bị động giữa tập trung và phân tán lực lượng và cái phạm vi chiếm đóng đang dần thu hẹp dần. Trong khi đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thiết lập được quyền kiểm soát cực kỳ vững chắc tại nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Nguyên, khu 5, các tỉnh Cao Bắc Lạng và nhiều khu vực ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tuyến đường nối chiến khu Việt Bắc với Trung Quốc đã được khơi thông, tạo thuận lợi cho sự tiếp nhận giúp đỡ từ các nước xã hội chủ nghĩa. Từ sau chiến dịch biên giới năm 50, thì quân đội nhân dân Việt Nam đã có bước trưởng thành lớn mạnh cả về mặt tổ chức lực lượng lẫn trình độ tác chiến. Về tổ chức lực lượng, chúng ta đã xây dựng một số đại đoàn chủ lực, chiến tranh du kích phát triển rất là mạnh. Về trình độ tác chiến thì bộ đội ta đã đánh được một số cứ điểm phòng thủ vững chắc, một số tập đoàn cứ điểm ở cái tầm trung, ví dụ như tập đoàn cứ điểm Na Sản, tuy là không thành công nhưng bộ đội ta đã làm quen được cái cách đánh tập đoàn cứ điểm. Rồi sau đấy có chiến là tập đoàn cứ điểm ở Sầm Nưa trong chiến dịch Thượng Lào, thì rõ ràng bộ đội ta đã ít nhiều là được cọ sát, làm quen cái cách đánh tập đoàn cứ điểm, và đặc biệt là bộ đội ta đã thích nghi rất nhanh với lại cái sở trường sở đoàn, với lại cái địa hình tác chiến rừng núi. Lợi dụng tình thế quân đội Pháp đang xa lầy, đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào Đông Dương, tích cực viện trợ cho Pháp kéo dài và mở rộng cuộc chiến nhằm phục vụ cho chiến lược toàn cầu của mình. Theo Tổng thống Mỹ Eisenhower, nếu Đông Dương sụp đổ thì không chỉ Thái Lan mà cả Miến Điện và Mã Lai sẽ bị đe dọa, rồi Đông Pakistan và Nam Á cũng như toàn thể Indonesia sẽ gặp thêm nguy cơ. Thời gian này, ở tất cả các cấp độ trong quân đội viễn chinh Pháp đều có cố vấn Mỹ. Người Mỹ có thể đến bất cứ nơi nào kiểm tra tình hình mà không cần sự chấp thuận của Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp. Sự phụ thuộc quá nhiều của Pháp vào Mỹ khiến tướng Henry Nava từng phải than thở rằng địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ. Cuối tháng 7 năm 1953, Hoa Kỳ quyết định dành 400 triệu đô la cho Đông Dương để xây dựng những lực lượng thân Mỹ đầu tiên để chuẩn bị cho một kế hoạch lâu dài trong trường hợp Pháp không đủ sức chống lại làn sóng cộng sản ở Đông Dương. Với số tiền viện trợ khổng lồ từ Mỹ, Pháp lập tức lên một kế hoạch quân sự mới ở Đông Dương. Tướng Henry Nava được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy và lập tức sang Việt Nam với mệnh lệnh là tìm kiếm một chiến thắng quân sự quyết định để làm cơ sở cho một cuộc thảo luận hòa bình trên thế mạnh. Tháng 4 năm 1953, chính phủ Pháp thay tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương và triệu hồi Sa Lăng về và cử Nava sang thay. Nava sang nhận chức tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương với một cái sứ mệnh không phải để giành chiến thắng cho cái cuộc chiến tranh, mà là để cố gắng tạo ra một cái thắng lợi, một cái chiến thắng về quân sự để tạo cái thế mạnh cho Pháp trên bàn đàm phán. Hay nói một cách khác, nhiệm vụ của Nava sang Đông Dương không phải để giành chiến thắng của cuộc chiến tranh, mà là để giúp nước Pháp rút ra khỏi chiến trường Đông Dương một cách trong danh dự. Trong cái kế hoạch Nava, một cái kế hoạch đầy tham vọng của Pháp và can thiệp Mỹ, thì chúng ta chưa thấy nhắc đến cái cụm từ Điện Biên Phủ.
để động viên Pháp, Eisenhower cử Phó Tổng thống Richard Nixon sang Việt Nam. Ngày 4 tháng 11 năm 1953 tại Hà Nội, Nixon tuyên bố không thể hạ vũ khí cho đến khi nào đạt được chiến thắng hoàn toàn. Thời gian này, để thực hiện kế hoạch không cho quân Pháp co cụm, Quân đội Nhân dân Việt Nam mở một loạt chiến dịch tại nhiều vùng. Sau chiến trường Bắc Bộ là cuộc tiến công lên hướng Tây Bắc, tiêu diệt quân Pháp còn chiếm đóng Lai Châu, uy hiếp quân Pháp ở Thượng Lào. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì cái hội nghị Bộ Chính trị ở Thiền Kheo đã thông qua cái đề án tác chiến của Tổng quân ủy. Theo đó thì sẽ mở trong Đông Xuân năm 3-4 sẽ mở cuộc tiến công trên 5 hướng. Đó là Tây Bắc, Đồng bằng Nam Bộ thứ hai, Tây Nguyên thứ ba, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Trong đấy cái điểm mấu chốt quan trọng nhất trong đấy, trong cái đề án tác chiến đấy, đó là xác định Tây Bắc là hướng tiến công chủ yếu. Khi biết tin Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiến lên Tây Bắc với lý do bảo vệ Lai Châu, Henry Nava đã quyết định chiếm Điện Biên Phủ. Ngày 2 tháng 11 năm 1953, ông ta chỉ thị cho tướng Kony chậm nhất là ngày 1 tháng 12 phải đánh chiếm Điện Biên Phủ để thiết lập một điểm ngăn chặn bảo vệ cho Thượng Lào. Cuộc hành quân đánh chiếm Điện Biên Phủ có mật danh là Hải Ly do tướng James Gillis chỉ huy. Từ khi nhảy dù xuống Điện Biên, quân Pháp nhanh chóng biến đây thành một cụm cứ điểm hùng mạnh. Tổng cộng có 10 trung tâm đề kháng. 10 trung tâm đề kháng này lại chia ra thành 49 cứ điểm phòng thủ kiên cố liên hoàn, trang bị hỏa lực mạnh, yểm trợ lẫn nhau. Có hai sân bay là Mường Thanh và Hồng Cúm để lập cầu hàng không. Đây được coi là con nhím và là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm. Tướng Nava từng thừa nhận, tất cả đều cảm thấy sức mạnh phòng thủ của tập đoàn cứ điểm và tinh thần tốt của đạo quân đóng ở đây. Không một ai mảy may tỏ ý lo ngại. Nói nói này này, Hi Lam là cánh cửa thép bất khả xâm phạm. Điện Biên là cối xay thịt. Các bạn Việt Minh đừng nghe tướng Giáp đánh vào đây. Nếu mà đánh vào đây thì không còn cơ hội để về với bố mẹ, với vợ con, gia đình nữa. Nó thả chưa đơn, nó khủng bố rồi, nó nói loa cái loa. Thì lúc bấy mình giữ bí mật thì không dám bắn biết gì cả. Thì cứ để nó tự do, nó cứ ra cái khu tà leng nó nói. Thế thì cũng có anh em, phải nói là bi quan. Nhất anh em tân binh, chưa qua chiến đấu mà. Thì cũng có cái bi quan. Đặc biệt, trước khi trận đánh diễn ra, đích thân Phó Tổng thống Mỹ, lúc đó là Richard Nixon, đã lên thị sát việc xây dựng cụm cứ điểm để đảm bảo cho khoản đầu tư của Mỹ ở Đông Dương được sử dụng hiệu quả. Đầu tháng 12 năm 1953, khi biết Nava chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đánh giá tình hình địch và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với mật danh Chiến dịch Trần Định. Pháp đưa quân dù nhảy dù xuống Điện Biên Phủ thì đó là cái niềm vui đối với Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cái không khí ở ATK rộn ràng hẳn lên về cái việc Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Mà sau này như trong hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nói, bất luận rồi đây thế nào, địch tình thế nào, cái việc Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ cơ bản là có lợi cho ta. Tức là về mặt chiến lược, ý đồ chiến lược là chúng ta đã dụ được cái lực lượng tinh nhuệ nhất của Pháp vào một cái địa bàn cho ta lựa chọn, vào một cái chiến trường cho ta lựa chọn. Đó là một cái điều mà chúng ta đang chờ đợi. Cũng như trước đó trong chiến dịch hòa bình, tự nhiên Pháp về rung rung kéo quân ra để lọt vào cho chúng ta tiêu diệt. Chúng ta đang chờ đợi cái chuyện đấy. Nó lại có những cái chuyện trớ trêu của lịch sử, trong lịch sử, nhưng mà nó lại như vậy. Ở đây trở lại vấn đề là khi Pháp cho quân nhảy dù xuống thì đó là cái điều mà ta mong đợi. Và lúc thời điểm cuối năm 53, cả hai bên tham chiến, cả Bộ Chỉ huy quân Pháp lẫn Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, cả hai bên, bên này đều sợ bên kia bỏ cuộc chơi ván bài Điện Biên Phủ. Nó lại hai chỗ đấy. Cả hai bên, bên nào, bên này cứ sợ bên kia rút lui, bỏ mất cuộc chơi ván bài Điện Biên Phủ. Cho nên Điện Biên Phủ từ chỗ không được nhắc tới thì đã trở thành cái địa tâm điểm đấu trí đấu lực giữa hai bộ tổng soái, giữa lực lượng tinh nhuệ nhất của hai bên. Tại sao nói là tinh nhuệ nhất? Bởi vì Pháp ném vô đấy cái thời kỳ cao điểm đến 16.200 quân, chiếm 7/10 lực lượng quân dù tinh nhuệ của Pháp ở trên toàn chiến trường Đông Dương.
Đối với ta thì vốn liếng chủ lực, mấy đại đoàn chủ lực gần như ta hàng ném lên đây gần hết. Ta hàng ném lên đây, đưa lên đây gần hết. Cho nên có thể nói rằng đó trở thành một cái tâm điểm, một cái điểm đụng đầu lịch sử là như vậy. Về phía quân đội nhân dân Việt Nam, tuy có quân số đông hơn đối phương, nhưng về hỏa lực và trang bị thì lại kém hơn hẳn. Đặc biệt khó khăn lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam là khâu tiếp tế hậu cần. Phía Pháp cho rằng, quân đội nhân dân Việt Nam không thể đưa pháo lớn 105 ly trở lên đến Điện Biên Phủ. Các khó khăn hậu cần của quân đội nhân dân Việt Nam là không thể khắc phục nổi, nhất là khi mùa mưa đến. Tướng Conny đã trả lời phỏng vấn rằng, chúng tôi đã có một hỏa lực mạnh đủ sức quét sạch đối phương đồng gấp 4 đến 6 lần. Tôi sẽ làm tất cả để bắt tướng Giáp phải ăn bụi và chừa cái thói muốn đóng vai một nhà chiến lược lớn. Charles Pirot, chỉ huy pháo binh thì tự đắc. Trọng pháo thì ở đây tôi đã có đủ rồi. Không có khẩu đại bác nào của Việt Minh bắn được 3 phát mà không bị pháo binh của chúng ta tiêu diệt. Từ năm 53, từ đầu năm 53, 1953, thì Bác Hồ đã có một cái chủ trương. Bác Hồ quyết định xây dựng lực lượng quân đội đáp ứng được đánh Điện Biên Phủ vào năm 54. Thì Bác Hồ đã tính toán rằng là thành lập đơn vị phòng không đầu tiên của quân đội ta. Thế khi trước khi vào chiến dịch thì chúng tôi là được đi học cái pháo này 1 năm. Sau kéo pháo về nước thì được lệnh kéo pháo lên Tây Bắc. Lúc bây giờ không nói là lên Điện Biên đâu, nói lên Trần Đình thì đi Trần Đình, ai cái biệt danh ấy là đi Trần Đình chứ không nói chiến dịch Điện Biên. Thì chúng tôi kéo pháo bắt đầu từ biên giới Trung Việt Trung lên, tức là khi về đến Tuyên Quang thì chúng tôi được nhận lệnh kéo pháo lên đây. Qua 17 ngày đêm thì chúng tôi đến Tuần Giáo, tức là chúng tôi xuất phát từ ngày 24 tháng 12 năm 53 thì đến trung tuần tháng 1 năm 54 đi qua dãy núi Pha Phù Sông cao 1.150 m, kéo bằng sức người, mỗi khẩu pháo nặng 2,4 tấn, có từ 70 đến 90 người kéo một khẩu pháo 14 cây số thì hết 9 ngày đêm. Cuối tháng 1 đầu tháng 2 1954 thì đại đoàn 312 là được giao nhiệm vụ, tức là đi chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì xuất phát từ cuối tháng 1 đầu tháng 2, 5 giờ sáng là bắt đầu là đi rồi, đi đến khoảng 7-8 giờ khi có mặt trời lên thì lại tìm nơi trú ẩn. Cho đến chiều thì khoảng 4-5 giờ chiều, tức là hết mặt trời thì bắt đầu mới lại đi. Mà đi đến khoảng 9-10 giờ đêm thì lại bắt đầu là nghỉ. Để có một lực lượng mạnh cho chiến dịch Điện Biên Phủ, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã huy động tối đa về sức người và sức của. Hàng vạn dân công và bộ đội làm đường dã chiến trong khoảng thời gian cực ngắn, dưới các điều kiện rất khó khăn trên miền núi và liên tục bị máy bay Pháp oanh tạc. Các dân công từ vùng do Việt Minh kiểm soát ở miền xuôi đi tiếp tế lên Điện Biên bằng gánh gồng, xe đạp thổ kết hợp cùng cơ giới để đảm bảo hậu cần cho chiến dịch. Đội quân gồm thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến được huy động tới hàng chục vạn người, gấp 5 lần số bộ đội chủ lực. Tôi được nhận trách nhiệm để mà huấn luyện và là gọi như tập huấn cho họ thì rất khó nhất là cái thời kỳ là họ không biết đi xe đạp, dắt xe cũng cứ đổ, nhưng mà phải tập huấn khoảng 1 tuần sau mới lên nhận nhiệm vụ mới được nhận hàng. Tất cả là cho tiền tuyến, tất cả để mà chiến thắng, cho nên là giáo dục và nói chuyện với anh em là phải rất là trung thực. Đi đường thì từ hạt gạo nó là một hạt vàng, không được để rơi vãi, không được để mà mất mát đi. Thực phẩm đưa lên thì lại cả một con bò sống như thế này, mua hàng trăm con bò thế là dắt từ ở đấy lên các trạm, chứ cũng không có cách gì, không có ô tô như bây giờ mà là chuyển lên, mà phải dắt bò còn đang sống cái này dắt lên. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, tại hang Thẩm Púa,
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy chiến dịch phổ biến lệnh tác chiến bí mật với phương án đánh nhanh, thắng nhanh và ngày nổ súng dự định là 20 tháng 1. Tuy nhiên, sau nhiều ngày dài suy nghĩ, tướng Giáp quyết định phải cho lui quân. Phương án đánh nhanh, thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan. Không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Ông kiên quyết tổ chức lại trận đánh theo phương án đánh chắc, tiến chắc, đánh dài ngày theo kiểu bóc vỏ, dần dần tập đoàn cứ điểm. Theo phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh thì dự kiến chiến dịch sẽ diễn ra trong 3 đêm 2 ngày. Và thời điểm mở màn chiến dịch dự kiến vào ngày 20 tháng 1. Mà lúc họp là 14 tháng 1, thời điểm dự kiến là 20 tháng 1 tức là sau đến một tuần sẽ mở màn chiến dịch. Gần đến ngày 20 tháng 1 thì trên thực tế pháo chúng ta kéo vào chưa hết. Thì Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định phải lùi thêm mấy ngày nữa, tức là đến 25 tháng 1 để chúng ta hoàn tất cái việc kéo pháo, xây dựng trận địa cho vào. Đến ngày 25 tháng 1 rồi thì lại có một tình huống đột xuất, cho nên là có một trường hợp một cán bộ cấp phân đội bị địch bắt. Nên để bảo đảm yếu tố bí mật cho chiến dịch, mở màn chiến dịch. Để bảo đảm yếu tố cho cái giờ rê thì Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định lùi thêm ngày nữa là ngày 26 tháng 1, tức là dự định là mở màn vào chiều ngày 26 tháng 1 năm 1954. Nhưng như chúng ta đã biết, ngay tại hội nghị thẩm vấn đã có một số ý kiến băn khoăn về cái phương châm tác chiến đánh nhanh giải quyết nhanh. Trong đấy nổi lên là ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và của ông Phạm Kiệt. Ông Phạm Kiệt lúc bấy giờ là cục phó cục bảo vệ. Hai ý kiến là tỏ rõ, rất là rõ quan điểm là có phải băn khoăn về cái phương châm đánh nhanh giải quyết nhanh. Liệu đánh nhanh giải quyết nhanh có bảo đảm được yếu tố chắc thắng hay không? Hai ông băn khoăn. Thế nhưng tại sao lúc bấy giờ hai ông không phản đối quyết liệt để bảo vệ ngay cái chính kiến của mình? Là bởi vì hai cụ là những cái người lên sau. Cái bộ phận tình trạng đi trước, người ta có điều kiện, người ta tìm hiểu thực tế, người ta nghiên cứu mọi mặt. Và Đại tướng kiên quyết đưa ra những cái cơ sở để mà bảo vệ cái ý kiến của mình, tức là cần phải thay đổi phương châm tác chiến. Chứ còn nếu mà đánh nhanh thắng nhanh thì không thể đánh nhanh giải quyết nhanh, thì không thể bảo đảm được yếu tố chắc thắng và thương vong bộ đội sẽ rất lớn. Cho nên ông quyết định là phải thay đổi phương châm tác chiến. Thế nhưng như chúng ta đã biết hồi đấy thì cái gì cũng phải có cái sự trao đổi. Ông đã đưa ý kiến của mình sang trao đổi với đoàn cố vấn. Và sau khi nghe Đại tướng chỉ huy trưởng phân tích mọi thứ thì đoàn cố vấn cũng đồng thuận về cái việc thay đổi phương châm tác chiến. Và trở về từ đoàn cố vấn, từ hang của đoàn cố vấn thì Đại tướng cho triệu tập cái hội nghị cán bộ Bộ Chỉ huy Đảng ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch để phổ biến cái kế hoạch, cái quyết định thay đổi phương châm tác chiến của mình. Và tại cái hội nghị đấy cũng là một cái hội nghị lịch sử diễn ra ở Na Tấu, ở Sở Chỉ huy Na Tấu. Tại cái hội nghị đấy, như vậy là Đại tướng cho mọi người tham dự thảo luận rất là cởi mở, rất là thẳng thắn, rất là nghiêm túc, thảo luận dân chủ, thoải mái. Thì rất nhiều người tỏ ra phản đối cái quyết định thay đổi, không đồng tình với quyết định thay đổi phương châm tác chiến vào cái phút chót, vào giờ chót. Thì thực ra mà nói thì cái chuyện không có ý kiến không đồng tình cũng là đúng thôi. Bởi vì mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, chỉ có bộ đội chỉ có đợi giờ nổ súng. Giờ mà thay đổi phương châm tác chiến, tức là giờ mà theo cái phương châm mới đánh chắc tiến chắc là dự kiến chiến dịch kéo dài 45 ngày. Thì nó kéo theo bao nhiêu chuyện, từ vấn đề làm công tác tư tưởng cho bộ đội khó khăn, rất khó. Rồi vấn đề công tác bảo đảm, nhất là công tác bảo đảm. Bảo đảm cho 3 đêm 2 ngày nó khác với bảo đảm cho 45 ngày với ngần ấy con người. Thế nhưng cuối cùng Đại tướng chỉ hỏi một câu là thế thì có ai có ý kiến, có ai có thể dám khẳng định là nếu đánh nhanh giải quyết nhanh thì sẽ bảo đảm được yếu tố chắc thắng? Không một ai trả lời được. Và sau một quá trình thảo luận rất là sôi nổi, rất là dân chủ bàn bạc, thì với tư cách là cái người chỉ huy cao nhất ở mặt trận, Đại tướng chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi, hoãn giờ nổ súng, kéo pháo ra lệnh kéo pháo ra, hoãn giờ nổ súng và chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Giới nghiên cứu thì chúng tôi, dưới góc độ nghiên cứu chúng tôi cho rằng đây là một cái quyết định lịch sử trong một cái chiến dịch lịch sử. Bởi vì cái quyết định thay đổi phương châm tác chiến nó như là cái chìa khóa để mở cánh cửa thành công cho cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì chúng tôi kéo vào cũng vất vả lắm, kéo ra lại càng vất vả hơn. Khi kéo ra, đơn vị tôi là có anh Tô Vĩnh Diện, thì không may là khẩu pháo của anh ấy bị đứt dây tời. Dùng hết sức mình đẩy vào thì lúc bây giờ pháo cũng lồng lên, là chèn lên thân anh ấy hy sinh. Vì pháo mà trên mặt đất thì thứ nhất là bị pháo của nó phản lại, thứ hai là không quân của nó làm chủ bầu trời thì nó tiêu diệt ngay, làm cái hầm rất kiên cố.
những cái cây gỗ mà một người ôm, hai người ôm cái này là chặt về xong lát lên nắp hầm, đổ đất lên, chịu được những quả bom mà trong phạm vi mà 50-60 cân hay 100 cân thì cũng có chịu được. Thế thì mở một cái lỗ cho ông Mai là thò nòng pháo ra bắn, bắn xong rồi là lại kéo vào cát đậy cái lỗ ấy lại. Thế là tinh thần là để bảo vệ pháo, bảo vệ người nữa. Thế đây là một cái sách đặc biệt là tài giỏi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên là ra một cái lệnh là kéo pháo vào và kéo pháo ra. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân đội nhân dân Việt Nam nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt trong gần 2 tháng. Để quyết thắng thì phải giao cho sư đoàn 312. Vì sư đoàn 312 là ông Lê Trọng Tấn, thì bác Hồ rất tin tưởng là nói này, ông Du Cúp và Lê Dô. Vì ông này đánh đâu là thắng đấy, không bao giờ bại. Thế cho nên giao cho sư đoàn 312 là mở màn chiến dịch, đánh vào Hy Lạp. Thế để đánh hùng vào Hy Lạp là có một đêm thôi, đến 12 rưỡi là giải quyết xong. Thế cho nên là ông Phan Đình Giót là cậu người của trung đoàn 141 của 32 là lấy thân mình lấp lỗ châu Mai để cho toàn quân xông lên. Vì cái hướng của ông Phan Đình Giót là 4-5 cái lô cốt và cái khẩu Đại Liên nó bắn ra, cho nên cái hướng là hướng trọng yếu, không thể lên được. Cho ông Phan Đình Giót đã bị thương rồi, cho nên ông biết rằng là không sống được. Cách đấy là 71 mét, ông xông lên, ông lấp vào lỗ châu Mai, nhắm quả lựu đạn vào trong cái tổ súng Đại Liên. Thì cái trận Hy Lạp ấy nó rất quyết liệt như thế. Thì giải phóng như thế là đêm hôm 12 giờ đêm 30, đêm hôm 13 là giải quyết xong. Chứ cũng không để tức là sang đến ngày 14 nữa. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta đã mưu trí, dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên hướng Bắc và Đông Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, mở to cánh cửa cho quân ta tiến xuống vùng Long Trảo và khu trung tâm. Hai tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của địch bị tiêu diệt gọn. Một số lượng lớn pháo 105 ly và pháo cối 120 ly của địch bị ta phá hủy hoàn toàn. Hầu hết các máy bay chiến đấu trong vùng Long Trảo đều bị ta tiêu diệt. Thì đơn vị cao xạ của tôi là được phụ trách cái đèo Phá Đin, là cái đèo trọng tâm đánh phá của không quân Pháp, ngăn chặn quân ta từ hậu phương tiến vào Điện Biên. Thì là bắn những máy bay vận tải của nó tiếp tế xuống các vị trí của quân Pháp vào Điện Biên. Thì bắn làm thế nào cho nó bay cao lên. Thì khi đó là sân bay nó vẫn, mình vẫn chưa phá được cái sân bay của nó. Thì nó có dình hạ cánh. Thì mình đã đánh đến mức không thể hạ cánh được. Sau đó mình phá sân bay. Thế và nó thả dù. Thả dù thì mình bắn mạnh vào thì là nó bay cao, nó ném dù xuống thì để mong làm sao cho nó ném lạc sang cái phần trận địa của quân ta. Thế quân ta ra thu hồi cái dù đó. Bất kể nó là cái gì thu hồi đem về. Trong cái số dù xuống thì nó có ký hiệu là tất cả đều màu trắng hết. Nhưng có một cái dù đỏ. Dù đặc biệt là màu đỏ. Thì kể cả cả phía ta và phía quân Pháp đều là mong cướp được lấy được cái dù đỏ vào. Thì quân ta bắn mạnh vào các cái vị trí của nó để bảo vệ. Thế là cho bộ đội ra là khiêng cái hòm của cái dù đỏ nó thả xuống. Đấy là một cái chiến lợi phẩm rất đặc biệt. Thế khi về mở ra thì quan trọng nhất là trong đó là nó có cái quyết định của chính phủ Pháp thăng De Gasperi, khi đó là còn mới có đại tá, thì phong lên thiếu tướng và các cái đại quân hàm thiếu tướng này, tất cả còn đang nằm trong cái hòm ấy. Đấy là cái tư liệu vào trong cái hòm về mở ra thì thấy như thế. Chính các cái trong đó là có cả đôi lon thiếu tướng nữa, mà chính cái lon đó là tên De Gasperi chưa từng được đeo,
mà hiện nay đang nằm trong cái bảo tàng quân đội. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, trong đó gồm 4 tiểu đoàn và 9 đại đội, chiếm khoảng 1/2 tổng số quân địch ở phân khu Bắc và phân khu trung tâm, khống chế được phần lớn điểm cao phía đông, phát triển trận địa tới sát sân bay, thắt chặt vòng vây, chia cắt, khống chế các khu vực còn lại trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm. Đánh xong cái đường dây 1, xong tôi lên cái đội E, giữ cái đội E của tháng 4 này. Mà trong cái đội E, lên cái đội E thì 24 trên 24 pháo của đó, nó giã vào đây. Cái lúc cái khẩu đại liên của tôi chỉ có còn chết hết. Còn tôi với ông Thăng là khẩu đội trưởng, với tôi là khẩu phó. Còn có hai người đấy, nhưng mà vẫn chưa đấu. Còn có hai người đấy. Thế ông Thăng có mổ mày đâm viên đạn cho tao bắn. Tôi bừa đâm viên đạn vào, rồi ông bắn được một loạt. Thế nghe ông bảo, ái, thế tôi bảo ông Thăng làm sao đây? Thế ông tụt xuống, thế tôi sờ lên cái chán, ông bị ngay vào cái chán, bảo ông chết rồi. Còn mỗi mình tôi vào, tôi lại bắn tiếp. Thế bắn tiếp thì như vậy thì là mình không phấn khởi, không sợ đâu. Mà lúc bấy giờ khí thế nó ác lắm. Thế thì mình vào bắn. Thế bắn thì là chưa hết một băng đạn thì bị ngoài quả cối 60. Thế là bị thương, ra. Thế mà ra thì anh em vẫn phấn khởi lắm. Ra đến về đến hậu cần. Thì anh em mới bảo là mày về lấy cơm là người thứ ba đó, còn anh em chết hết rồi. Tiểu đoàn của tôi là xóa sổ đi một đại đội, sau đó lại phải huy động một đại đội mới của cái tiểu đoàn ngoài kia đưa vào thay. Rất căng thẳng, mà có những ngày chiến đấu coi như từ sáng mà cho đến tối, không nghỉ một phút nào. Cái khoảng trời đất không chung này là bom đạn này, rồi bụi đất này, là nó tối lại, không nhìn thấy gì. Nếu nói về hy sinh, anh em chúng tôi cũng hy sinh rất nhiều. Đấy, riêng một cái đại đội 827 đã mất hết. Lúc bây giờ khẩu hiệu là còn một người, một khẩu pháo, một viên đạn cũng chiến đấu đến cùng. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phía đông, diệt một số cứ điểm phía tây và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ ngày 6 tháng 5 năm 1954, pháo binh và hỏa tiễn của ta bắn dữ dội vào các cứ điểm địch, mở đường cho bộ binh tiến công. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng De Cát cùng toàn bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Vậy là sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã phải chịu những hy sinh không hề nhỏ để có thể làm chủ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên này thì nó là một cái chiến dịch phải nói là lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ta thắng lớn nhưng cũng không phải là không hy sinh mất mát. Những đồng chí hy sinh mất mát là cái nỗi đau mà không ai muốn này. Đấy, chiến đấu để bảo vệ đất nước tất nhiên là phải có hy sinh. Chính anh em đã hy sinh, mình còn sống bây giờ biết ơn anh em lắm. Đấy, cho nên là phải giáo dục cho cái thế hệ sau này, những người đi trước, những ông cha mình hy sinh gian khổ như thế để được cái hòa bình đất nước hôm nay. Chiến thắng lịch sử này đã giáng đòn quyết định, đập tan những nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đây là chiến thắng gây chấn động thế giới lúc bấy giờ, bởi lần đầu tiên một nước thuộc địa
có thể đánh bại đội quân thực dân xâm lược hùng mạnh. Điện Biên Phủ sụp đổ đã thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.